Người anh em làm gì mà nhàn rỗi thế? Đang nghiên cứu này. Nghiên cứu à? Xem nó có vào lấy con si không? Vào lấy con si không? Hôm nay có cây gì đặc sắc không? Giới thiệu anh em biết. À, cán bộ kia. À, đúng không? Toàn của khung à? Đâu có đâu. À, cái cây này hôm trước mới quay đây. À. Cái này 8 triệu mấy sao chả nhớ. Cái này 5 triệu rưỡi vẫn mình vẫn nhớ. Mấy cây Trung Quốc cái này. Việt Nam à? Kiệt ơi, Kiệt. Anh Kiệt ơi. Này bao tiền à? Này bao tiền à? Cái này à? 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu. Cái này cũng mua anh à? Tỷ à? Tỷ nó bao nhiêu nhỉ? À, ông Tỷ này mang từ đây trở lại à? Nhiều đấy nhỉ? Ta mình xem cái này, nó thử thuốc cái nào hay tê ơi. À, thế à? Ôi chú cháu ta lại làm được thuốc cái cho nó rau củ sáng đi. Sắp hữu hút hết một chút thuốc của ông rồi. Cái muốn cái gì anh em gặp cháu là nó vui. Vâng, toàn ông mời cháu chồng với ông bây giờ. Tí nữa. Ôi, quay cho cháu là đẹp rồi. Tí nữa ra mời nước nha. À quên, cây này bao tiền không? Cái lô 3 triệu. Cái này là cái gì? Cái lô. Lô á? À cái lô, ừ. Lô là cái đề đấy. Ốp lô. Ba lô, cái lô là cái đề đấy. Lô, không biết là cái này nó về chuyên ngành à mình. ngôn ngữ chuyên ngành đấy, đề đỏ đấy, cái lô đỏ, à, lô đỏ, lô tô, lô tô đây à, bắt tay rồi à, lô đéo ai cái nhang lô là cái đề còn thế nào luôn, ông có bán cái chậu được không? Ơi, ông có bán cái riêng cái chậu được không? Bán riêng luôn. Riêng bản cho lời tên là bản riêng luôn. Bao tiền không? Mua 1 triệu bản cho 800 đấy, nào. Chậu này à? Ưng luôn. Chậu ra. Thế cả cây thì bao nhiêu? Nhất luôn. Cả cây thì bao nhiêu? Cả cây 7 triệu rưỡi. À, cả cây là 7 triệu rưỡi rồi, ra lên 9 triệu rưỡi. À, 9 triệu rưỡi rồi. 9 triệu rưỡi cây này. Còn bán cho lời tên là cây này là bản thật luôn. Ừ. Cái chậu gì? À, bán cho cái chậu lời tên, bán cho lời tên. Thật mà, bây giờ bán để giữ anh em là... Cây rồi mấy triệu? Đấy, khách hỏi không ạ? Cây này. Cây bao tiền? 16 triệu ông ơi. Bao nhiêu? 16. Cây này 16 triệu à? Bao nhiêu? 16 triệu. Đẹp đấy không ạ? Cây xanh mà. Alo. Alo. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng đang bật tí nhá. Nhìn cái bố là không mua được rồi. Biết đối tượng rồi. Cái loại mà nó nghiện vẫn là nó đỗ xe xuống, nó không nói năng gì. Bắt đầu thử người, một là xoay luôn, hai là bắt đầu thử người rào cái nọ bắt cái kia. Tâm lý. Sư đoàn nghĩa binh đấy. Đấy. Cái loại lão làng là như thế đấy. Và nhìn rau gắp thịt đấy. Mua trên xe này hỏi cây này bao nhiêu. Nhìn rau gắp thịt đấy. Nhưng cây này đẹp không ạ? Cây này đi chơi được. Cây đẹp lò. Cái này nhìn cả hai mặt bờ. Đây mà cái này đi chơi triển lãm nhiều rồi. Cái này triển lãm nhiều rồi. Cái này nó cái này. Hay đấy, hay đấy. Cái này là cái gì?
đấy. Mặt này của mắt ta mặt chỉ được thế. Vâng, mặt nào đẹp nhưng mà mặt này nó thuận thì chơi mặt này. Mặt này thì nó lộ thân hơn này, còn mặt tay của nó đấy. Anh quay cho tôi cái mặt này phải biết nào mặt đẹp này. Ơi, ơi thử chưa? Cây chơi cả hai mặt được. Cực luôn. Thế là 9 9 rưỡi à? Hả? 9 rưỡi à? 9 rưỡi. Cây này gọi là cây gì đấy? Cây nào? Cây xanh đi. Vâng. Cây xanh. Cây 9 triệu rưỡi. Cái nó đang còn thật. Quốc hồn quốc túy Việt Nam. Thế giới đang nhập khẩu cái loại này về để nó làm. Nó làm cây cảnh đẹp. Việt Nam là có món này là cây này gọi là cây xanh làm điện đẹp. Xanh thì nhiều dòng xanh lắm. Xanh ạ. Đây gọi là cây xanh mà. Đấy còn chuyên gia hỏi chuyên gia đây là biết là dòng giống nó là cái gì. Xanh nó rất nhiều loại xanh. Xanh quê là xanh quê, xanh làm điện là xanh quê, là xanh xanh nào mà cứ đẹp là chơi hết. Đấy, chậu này nó đắt tiền rồi. Nhìn nó yêu càng ngắm nó càng mê đấy. Rất là được. Và cuối tuần đi chơi này là vui rồi. À đâu? Bà họ hôn một cây đi. Đấy. Không không một cây là bà sướng nhất đời luôn. Ông không bao giờ đi đâu, chỉ ở nhà chơi cây. Không đi đâu nữa. Bà có hầu ông một cây đi. Không bia rượu, không ấy cả. Chỉ có cây thôi. Chỉ cây. Em thấy em nhà thấy vợ là nhất. Đấy. Ôi cái này. Quay lại. Cái này bệt nữa nhỉ? Đấy. Cái này là quê rồi. Nhưng mà bệt dí à nhỉ? Thì giờ này nhiều đi sang thế. Thanh An Khánh không phải quê đâu. Hà Tây. An Khánh Hà Tây là nổi tiếng lá móng đấy. Hà Tây là cái nôi của lá móng đấy. Thanh An Khánh không phải Hà Tây, nói sai quá. Đấy. Nhiều cái địa phương nó đánh cái này nó đẹp. Đó, về tổng thể đấy. Về quý đấy. Rõ nhưng mà tổng thể nó ổn định chậu trên này. Nó nằm chậu lâu năm. Form nó chuẩn rồi, để chơi thôi. Còn gu của mỗi người một khác. Đẹp thì bảo nó đẹp, thích thì không thì tùy. Chụp đấy. Chụp Khe Văn Nhân. Chào. Chụp. Đấy học rồi. Đâu anh Công có cái gì nào? Anh Công ơi. Anh Công nào được không? Đâu mà anh Công? Đâu cây này à? Cây này là bao tiền? Nói chung là 1-2 triệu. 1-2 triệu à? 1-2 triệu hay là 12 triệu? 1-2 triệu thôi. Đấy, đại hạ giá này, mi cục này, chân bề này. Nó chờ vui vẻ với các bác ý là viên đây cây này của anh Công này, cây này được đấy. Em ở đoạn này được. Em được cho có tiền. Em đi. Nhiều khi cũng phải cao thì ô tô nó cua phát là đi lưng luôn đấy. Chết tao cũng chết mà tao cũng không ngồi được cái chỗ này được. Đấy, chỗ này là có cây gốm trị. Được. Phù hợp với dân chơi. Là người thứ nhất dân chơi, thứ hai là người người chưa biết làm cây về mua cái form cây sạch sẽ ổn định chơi được rồi đỡ phải đau đầu chẳng có thích gì không thôi à. Sang bên này à ông này ông có cái gì đấy từ đây lên kia à
hồi đấy bao tiền không? 1 triệu. Ông Hoàng Mai 500, cái này cũng 500. Đấy, cái 700. 700. Đúng rồi này. Và bản không khoảng 2 triệu. 2 triệu. Ông Hoàng Mai 5 triệu và 2 triệu và 500. 700. Cái này Linh Sam thì nhà phụ kế đấy 500. Nhà phụ kế 500. Chỗ này là đường đi đúng không? Nhiều khi tôi không đóng ngồi xuống hỏi nói chuyện xe ô tô đâu mà. Rồi, đang cái chỗ cây nhỏ nhỏ như nhiều người mua thế, rẻ mà nó bé tí, hợp không gian. Đây để sang bên này cái.